Chào mọi người nhé, hôm nay em giới thiệu mọi người con Echo 351 ha. 35cc cưa gia đình thì cắt bao ông phê luôn. Ba của máy là 351 VL 35cc, cái piston tầm 39 ly. Cắt của gia đình, tình trạng máy thì khá là đẹp ha. Em chỉ để trong kho nữa, lâu ngày nó dơ dãy hơn chứ. Máy đẹp, nguyên zin. Xích thì còn được 50%, chuột 5 đồng nhông ha. Tấm chắn cỏ. Đây là bình chứa nhiên liệu để nhiệt thải ha. Chúng ta tắt mở, le gió, bộ phận lọc gió. Máy này thì anh em miền Tây xài khoái lắm. Hai ốc chân lam, hàng đời đầu nhé, của Japan, Nhật Bản. Rất là ngon ha. Đây là điều chỉnh nhớt là nhiều ra ít này. Đó, anh em buổi sáng khởi động thì kéo le ra, bóp hết ga để giật cho nó mau nổ. Rồi giật nổ một hai cái đẩy vô thôi. Đó, có nghĩa nó không nổ như này. Anh em kéo le ra, anh em giật. Rồi đẩy vô. Chung là mình kiềm ga. Rồi, chờ một tí nhé, tại vì em phải bóp ga lên. Đây mọi người, những trường hợp mà giật đặt kéo le đây, mọi người giật một hai cái nó không nổ, mọi người bóp hết ga để giật nhé. Tại vì vừa rồi em ấy em nhờ là giật. Đó. Bóp hết ga giật thôi. Ưu điểm là phụ tùng thay thế rất nhiều, thay cái gì cũng có. Đó, nồi đồng cối đá mà giá cực kỳ rẻ, chi phí thay thế rất là rẻ. Ra đây mày. Nó yếu căng ti thì mọi người bóp căng ti vậy thôi, để giảm được. Giá của nó là 1.6 triệu nhé. Đó, anh em nào chốt thì đặt link ở dưới phần mô tả video nhé, lên trang web đặt ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào mọi người.